các triệu chứng của bệnh suy thận phát hiện sớm tại nhà. Bệnh suy thận là gì? Suy thận là tình trạng khi thận mất dần khả năng lọc và loại bỏ các chất cặn bã ra khỏi máu, dẫn đến tích tụ các chất độc hại trong cơ thể. Bệnh suy thận có thể tiến triển âm thầm qua nhiều năm. Vì vậy, việc nhận biết các triệu chứng sớm là rất quan trọng để có thể điều trị kịp thời. Triệu chứng sớm của bệnh suy thận một, Mệt mỏi và suy nhược cơ thể Khi thận hoạt động kém, cơ thể không thể loại bỏ độc tố một cách hiệu quả, dẫn đến cảm giác mệt mỏi, suy nhược và thiếu năng lượng. Mệt mỏi kéo dài mà không có lý do rõ ràng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của suy thận. 2. Phù nề Suy thận gây ra sự tích tụ chất lỏng trong cơ thể, dẫn đến phù nề, thường xuất hiện ở mắt cá chân, bàn chân hoặc bàn tay. Phù nề có thể dễ dàng nhận thấy khi bạn cảm thấy quần áo, dây dép chật hơn bình thường. 3 tiểu tiện thay đổi một trong những triệu chứng quan trọng nhất của suy thận là thay đổi trong thói quen tiểu tiện các dấu hiệu bao gồm tăng hoặc giảm lượng nước tiểu màu sắc nước tiểu thay đổi có thể đậm hơn hoặc có bọt đi tiểu đêm nhiều hơn cảm giác đau hoặc rác khi tiểu tiện bốn đau lưng hoặc đau vùng bụng dưới một số người bị suy thận có thể cảm thấy đau âm ỉ ở lưng dưới hoặc ở bên cạnh vùng bụng nơi thận nằm tuy nhiên triệu chứng này không phổ biến và thường bị nhầm lẫn với các vấn đề khác. 5. Hơi thở có mùi khó chịu Khi thận không hoạt động hiệu quả, các chất độc như ure có thể tích tụ trong máu và gây ra mùi hôi khó chịu trong hơi thở, giống như mùi của ammoniac. Điều này cũng có thể làm mất vị giác và cảm giác ăn không ngon miệng. 6. Ngứa da Suy thận có thể dẫn đến sự tích tụ của các chất cặn bã trong máu, gây ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Ngứa da không có nguyên nhân rõ ràng, đặc biệt khi đi kèm với các triệu chứng khác, có thể là dấu hiệu của suy thận. 7. Chống mặt và hoa mắt Khi thận không hoạt động đúng cách, cơ thể có thể không sản xuất đủ lượng hóc môn erythropoietin, dẫn đến thiếu máu. Thiếu máu gây ra cảm giác chóng mặt, hoa mắt và có thể làm suy giảm khả năng tập trung. Phát hiện sớm và điều trị Việc phát hiện sớm các triệu chứng của suy thận có thể giúp kiểm soát và điều trị bệnh hiệu quả hơn. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào như trên, nên đến cơ sở y tế để kiểm tra và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Điều chỉnh lối sống, chế độ ăn uống và tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ là cách tốt nhất để kiểm soát suy thận và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Kết luận. Suy thận là một bệnh lý nghiêm trọng nhưng có thể được quản lý tốt nếu được phát hiện sớm. Hãy chú ý đến cơ thể mình, nhận biết các triệu chứng bất thường và không ngần ngại tìm kiếm sự tư vấn y tế khi cần thiết. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.